Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Tình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt trong ngày với Võ Thành Nhân và Lâm Kim Thu. Kính chào quý vị, chúng tôi hiện có mặt tại khuôn viên hướng đông của khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ có tên là Federal Triangle. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2013 để dự một buổi họp báo chí do ba dân biểu tổ chức là dân biểu Loretta Sanchez, Ed Royce and Al Lowenthal. Chúng tôi ghi nhận trong buổi họp báo chí, các dân biểu và một số thành viên cộng đồng Việt Nam có phát biểu và đề nghị về quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong dịp ông Trương Tấn Sang đến từ Việt Nam qua Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 7 sắp đến. Và sau đây là nội dung của buổi họp. Today the message is that the Vietnamese American community is working hard to ensure that the light shines on all of the human rights abuses that the Vietnamese socialist government has done to its people. And that we want President Obama to speak up and to say, you know, we don't want any more trade with you unless you are going to treat your people correctly. The message is to the President of the United States, Barack Obama, to raise human rights when President Sung is here, especially on Thursday when they're at the White House. Unfortunately, there has been a gross deterioration of human rights in Vietnam. There have been more political show trials in 2013 than all of 2012. The religious freedom issue has gone from bad to worse. In every category, human rights have deteriorated. And we have to be very clear. The president has to be very clear. I'm talking about my president of the United States. Join us in Congress in saying to the President Sung that we're not kidding. No more ambiguity, no more pious talk and highfalutin words used. Name names, talk about getting prisoners out of prison, the bloggers, the journalists, and so many others who are suffering simply because they yearn to be free. And we need to stand in solidarity with the oppressed in Vietnam, not with the oppressor. And right now, we are enabling the oppressor. Beaten, or at least Wahao Church, you have the Catholic leaders, the Protestant leaders. In each of these cases, the same comeuppance for people. If they try to speak out for any religious freedom and try to stick to the teachings of their beliefs, they are crosswise with the regime, and the regime comes in with such a heavy hand. And then in the arts, I mean, for those who are writing songs, I mean, to have the type of sentencing, and we don't even have show trials anymore. Now it just goes right to having dissidents picked up off the street and they disappear, and everybody asks, well, when is the trial? Vietnam has slid so badly in the last few years. Well, the message I'm giving to the public today is that the president of the Socialist Republic of Vietnam is coming to the United States, and we would like him to, and we really would think it's very important, more than like, we insist that he deal with human rights violations in Vietnam, that he wants to improve trade relations. Well, we want to see that he demonstrates a real commitment to democracy and freedom, which it does not exist today in Vietnam, and that in part coming to the United States also should mean that he is willing to take that step to improve the human relations conditions in Vietnam, which are deplorable at this time. Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland, Virginia hôm nay đến đây để có cái lời phát biểu y hệt như là những trong cái thông báo cộng đồng của ban hội đồng chấp hành của cộng đồng đó, thì ngày hôm nay chúng tôi đến đây để nói là cái sự đòi hỏi của cộng đồng với tổng thống Obama là khi gặp Trương Tấn Sang đó, cho biết rằng là cái vấn đề mà nhân quyền cũng như là cái vấn đề bắt bớ những cái tiếng nói mà đối kháng ở trong nước đó không được chấp nhận. Cộng nữa, cái thứ hai nữa là tất cả những cái việc gì mà cần để yểm trợ về chiến lược tại Việt Nam đó cần phải có sự hiện diện của Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ phải nói lên rõ ràng cái tiếng nói đó, đồng thời nói với Trương Tấn Sang đó là hải ngoại không có chấp nhận cái sự lường cuối của chính quyền Việt Nam ở trong nước trước Trung Cộng, và tất cả những cái gọi rằng là chống những cái tiếng nói đối kháng đó
bắt buộc phải thả ra ngay tức khắc. Còn nếu trường hợp mà Đảng Cộng sản thấy rằng là không có thực hiện được cái thỏa ước, những cái mong muốn của người dân thì xin cáo rút lui để mà có một cuộc bầu cử đúng theo ý muốn của toàn dân ở trong nước. Nội dung của bản tuyên bố của các tổ chức quần chúng Việt Nam ấy thì đòi hỏi ông Trương Tấn Sang phải thả tất cả những người tù nhân lương tâm, nhưng mà đặc biệt mình có nêu ra một số trường hợp rất là cụ thể, với bắt đầu với anh Điếu Cày, đến Cú Hỉa Vũ, Lê Quốc Quân, Nguyễn Phương Nguyên, về Đinh Nguyên Kha, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Huỳnh Duy Thức. Đó là những cái tên người mà mình đòi hỏi dứt khoát, cụ thể là phải thả những người đó ra ngay, cộng với tất cả những người tù lương tâm về tự do ngôn luận hay là báo chí, hay là những người tù nhân lương tâm về tôn giáo, ví dụ như là mục sư Nguyễn Công Chính chẳng hạn. Thế thì đó là cái đòi hỏi rất cụ thể mà nó nằm ở trong tay của ông Trương Tấn Sang, tại vì ông ấy là chủ tịch nước, và do đó nên cái quyền của ông là có quyền giảm án cũng như là ân xá. Thì thành ra là mình đòi hỏi chính, nghĩa là đích danh những cái điều kiện như vậy. Và trong dịp này, SBTN Triệu Con Tim Một Tiếng Nói có bản thông cáo báo chí với nội dung sau đây đã được gửi đến cử tòa trong buổi họp báo hôm nay. Nhân quyền Việt Nam và Triệu Tiếng Nói của Con Tim Người Việt. Phái đoàn của Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ trong 3 ngày trước sự phản kháng mãnh liệt của tập thể người Việt từ khắp nơi đổ về thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Một số các tổ chức đấu tranh nhân quyền quốc tế đã hợp tác với nhiều dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ, các hội đoàn người Việt và phong trào Triệu Con Tim Một Tiếng Nói của đài truyền hình SBTN lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền và kêu gọi Tổng thống Obama yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm. Hàng ngàn bức điện thư của người Việt khắp nơi trên thế giới đã hưởng ứng chiến dịch Democracy for Việt Nam do phong trào Triệu Con Tim Một Tiếng Nói. Chủ xướng được gửi về Tòa Bạch Ốc trước trong thời gian phái đoàn Trương Tấn Sang đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Trong thư gửi Tổng thống Obama, phong trào Triệu Con Tim Một Tiếng Nói đã kêu gọi Tổng thống khi ông gặp Trương Tấn Sang hãy đưa ra một số biện pháp rõ ràng của Hoa Kỳ nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Lá thư gửi Tổng thống Obama còn lưu ý nhà cầm quyền Việt Nam rằng phát triển kinh tế phải song hành với tiến bộ về nhân quyền. Người dân Việt Nam cần được sử dụng mạng một cách tự do hơn. Đồng thời phải có những cải tổ trong luật lệ để bảo đảm những quyền căn bản như tự do tư tưởng và tự do lập hội. Phong trào vận động nhân quyền Triệu Con Tim Một Tiếng Nói của đài truyền hình SBTN được phát động từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 đã trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam của người Việt Nam ở nước ngoài. Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi họp báo tại Quốc hội Hoa Kỳ. Lâm Kim Thu, tường trình từ Washington, D.C.